Ngày 12 tháng 9, Trung tâm Chính trị thành phố đã tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng lần thứ tư năm 2023. Tham dự có các đồng chí Dương Chí Cao, trưởng phòng lý luận chính trị lịch sử Đảng, Ban tuyên giáo tỉnh ủy, đồng chí Đỗ Văn Hoan, ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tổ chức thành ủy, đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, ủy viên Ban thường vụ, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố, đồng chí Vũ Thanh Phương, ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy và 86 quần chúng ưu tú đến từ các chi đảng bộ cơ sở của thành phố Bắc Giang. Tại đây, các đại biểu đã nghe đồng chí Hoàng Ngọc Thanh, trưởng ban tuyên giáo, giám đốc Trung tâm Chính trị thành phố phát biểu nhấn mạnh. Tại lớp học, các học viên sẽ được nghiên cứu 5 chuyên đề theo quy định của Ban tuyên giáo Trung ương. Cuối khóa, các học viên sẽ làm bài kiểm tra. Nếu đạt yêu cầu, được Trung tâm Chính trị thành phố cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình nhận thức về Đảng. Đồng thời đề nghị các giảng viên bằng tinh thần trách nhiệm, những kiến thức khoa học, kinh nghiệm thực tiễn, lựa chọn phương pháp truyền đạt, giảng dạy trọng tâm phù hợp để chương trình lớp học đạt hiệu quả cao nhất. Đối với học viên, cần chấp hành nghiêm quy chế lớp học, xây dựng thời gian biểu hợp lý, đến lớp học đúng giờ. Trong lớp chú ý nghe giảng, hăng hái phát biểu xây dựng bài, ghi chép bài đầy đủ, nghiên cứu kỹ các chuyên đề, tích cực liên hệ thực tiễn bản thân, nâng cao nhận thức chính trị để sớm được các chi đảng bộ cơ sở xét kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam. Phát biểu tại lễ khai giảng, học viên Đỗ Thị Lương đến từ Đảng bộ phường Mỹ Độ hứa sẽ quyết tâm thi đua học tốt, đạt thành tích cao trong học tập, tích cực phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.